Nam Trà My ở Quảng Nam ghi nhận 60 ca mắc và nghi mắc COVID-19. Sau huyện Phước Sơn và Nam Giang, tại tỉnh Quảng Nam có thêm một huyện miền núi xuất hiện hàng chục ca mắc COVID-19. Trưa ngày 26 tháng 10, ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, tính 11 giờ cùng ngày, tại huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã ghi nhận 26 ca mắc COVID-19. Ngoài ra, qua test nhanh trong buổi sáng ngày 26 tháng 10, đã ghi nhận thêm 34 người có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số mắc và nghi mắc tại Nam Trà My lên tới 60 người. Các ca bệnh này liên quan đến nữ nhân viên công tác tại trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Trà Tập, xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, có nhà ở phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ. Trước đó, ngày 24 tháng 10, nữ nhân viên trên đi xét nghiệm tại một phòng khám ở thành phố Tam Kỳ thì phát hiện bị mắc COVID-19. Qua truy vết, ngành chức năng phát hiện hàng chục người mắc và nghi mắc như đã nêu trên. Hiện vẫn chưa rõ nguồn lây nhiễm của ca bệnh đầu tiên tại huyện Nam Trà My. Sáng ngày 26 tháng 10, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đã tăng cường 20 nhân viên y tế giúp huyện Nam Trà My đẩy nhanh công tác truy vết, lấy mẫu xét nghiệm. Ông Mai Văn Mười cũng có mặt tại huyện Nam Trà My để theo dõi chỉ đạo công tác dập dịch ở địa phương này. Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam, từ ngày 12 đến ngày 25 tháng 10, trên địa bàn hai huyện miền núi Phước Sơn và Nam Giang ghi nhận 263 ca mắc COVID-19, Phước Sơn 216 ca, Nam Giang 47 ca. Được biết, huyện Phước Sơn và Nam Giang nằm liền kề nhau, riêng huyện Nam Trà My nằm cách biệt so với hai địa phương trên.